Cát Tường, tôi thất bại nhưng không mất niềm tin vào tình yêu. Diễn viên, MC Cát Tường cho biết chị vẫn lẻ bóng ở tuổi 46, sau nhiều lần thất bại trong tình yêu nhưng hiện sống vui vẻ, không mất niềm tin vào chuyện tình cảm. Cát Tường nói chị tin sớm nay muộn, cuối cùng ai cũng sẽ tìm thấy một nửa dành riêng cho mình. Tôi vấp ngã nhiều trong tình cảm từ thời còn trẻ nhưng chưa bao giờ mất niềm tin. Vì thế tôi cũng khuyên con gái mình không nên e dè, cứ mạnh dạn trải nghiệm những xúc cảm va vấp trong cuộc sống vì tình yêu vốn đẹp, thường để lại những kỷ niệm khó quên trong thời thanh xuân. Bản thân tôi cũng có những lúc yêu hết mình. Chỉ tiếc là những mối tình đó không đến được bờ hạnh phúc. Đến nay, tôi vẫn một mình, sẵn sàng mở lòng với người mới nhưng chưa tìm được ai phù hợp, nữ diễn viên nói. Năm 2015, Cát Tường từng công khai yêu nam người mẫu kém chị 10 tuổi. Sau 2 năm hẹn hò, nữ diễn viên và người yêu đường ai nấy đi. Nhiều năm nay Cát Tường vẫn lẻ bóng. Ngoài mẫu nam kém 10 tuổi, diễn viên tiết lộ chị có duyên với những người đàn ông trẻ tuổi, từng quen vài người kém từ 10 đến 13 tuổi nhưng những mối tình này không thể tiến xa vì rào cản từ gia đình. Kể về chuyện yêu đương, Cát Tường nhớ thuở 18. Đôi mươi chị hay yêu xa. Có thời gian đều đặn hàng tuần Cát Tường và bạn trai thay phiên nhau vượt hơn 300 km để gặp gỡ cho thỏa nỗi nhớ. Một lần nữ diễn viên quen một người đàn ông ở miền Bắc. Chị không ngại đường xa một mình lặn lội ra thăm người ấy dù cả hai mới biết nhau trên mạng xã hội chưa lâu. Khi đó, bạn bè tôi đều cản. Nghe vậy nhưng tôi bất chấp, cứ đi theo tiếng gọi tình yêu tuổi trẻ. Những mối tình đó đều không có cái kết như ý bởi ít ai may mắn được toại nguyện với những mối tình thời trẻ. Nhưng không sao, như thế mới là cuộc đời, phải nếm trải đủ cung bậc hạnh phúc. Đau khổ người ta mới trưởng thành, mạnh mẽ hơn, Cát Tường nói. Nữ diễn viên có một mối tình đi đến bến bờ hôn nhân nhưng hạnh phúc ấy sớm rạn nứt rồi tan vỡ. 21 năm nay Cát Tường làm mẹ đơn thân, nuôi con gái trưởng thành. Tuy vậy, khác với những phụ nữ từng đổ vỡ, Cát Tường không khép lòng hay sợ hãi chuyện tình cảm. Nữ diễn viên muốn con gái cũng nhìn đời rộng mở, không bị ám ảnh tâm lý kể cả khi thất bại trong tình yêu. Với Cát Tường, cô con gái 21 tuổi là động lực lớn nhất để nữ diễn viên sống vui vẻ, lạc quan, nỗ lực tiến về phía trước. Hơn 6 năm con du học nước ngoài, Cát Tường phải sống trong cảm giác nhớ mong, thương con trải qua giai đoạn tuổi tinh, cột mốc quan trọng trong đời, mà không có mẹ bên cạnh. Cát Tường mừng vì Noay là cô gái mạnh mẽ, tự lập giống mẹ. Đôi khi con gái còn làm chỗ dựa tinh thần cho nữ diễn viên. Thời gian này, Noay tâm sự đang gặp khó khăn, buồn chuyện tình cảm, thấy cô đơn, trống trải. Tôi dự định sắp tới sẽ qua Australia động viên, giúp con vượt qua cơn sóng lớn đầu đời, Cát Tường nói. Nữ diễn viên cho hay chị luôn sẵn sàng là điểm tựa vững chãi cho con khi cần. Vui con cứ đi, buồn lại về ôm mẹ lấy sức đi tiếp. Sống mà có chồng. Sinh con ra có cha là điều tốt nhất nhưng chẳng may phải làm mẹ đơn thân cũng không sao cả. Cuộc đời vẫn cứ trôi và ta vẫn cứ sống thôi. Tôi không muốn con nhìn vào cuộc đời mẹ rồi sợ hãi hôn nhân. Tôi thường bảo con yêu ai cứ yêu thật lòng, không phải đề phòng, cảnh giác gì cả. Đừng kỳ vọng cả đời chỉ yêu đúng một người rồi kết hôn với người đó. Cuộc sống như thế đơn điệu, tẻ nhạt lắm. Cứ yêu, cứ sai, cứ đau. Vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. May mắn thì gặp người tốt, không may cũng cứ bình thản chấp nhận số phận, tiếp tục tìm kiếm một nửa dành riêng cho mình, Cát Tường cho biết. Nghệ sĩ ưu tú Cát Tường sinh năm 1977, nổi tiếng qua nhiều phim truyền hình, Đồng Tiền Xương Máu, Cô Gái Xấu Xí, Huyền Thoại Tím. Chị từng đoạt huy chương vàng hội diễn kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009, vai bà Tâm trong vở Đôi Mắt Của Biển, huy chương bạc liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012, vai bà Tư Cận vở Đôi Bờ. Ngoài diễn kịch, đóng phim, làm MC, Cát Tường còn đi hát. Năm 1996, chị đoạt giải 3 tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.